căn bản để gọi là checkbox đó, insert checkbox, mình chọn row checkbox rồi chúng ta nhập liệu vào đó. Thì chúng ta nên chỉnh cái màu nền là không có, màu viền cũng không có luôn, để nó không có chen hình vẽ chúng ta được chưa em. Tương tự như vậy ở đây chúng mình có là làm bài thôi.